Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại. Mình là Cam Lợn và mình vẫn ăn hại như mọi khi. Hôm nay trên bàn mình là một chiếc thanh không dây. Có lẽ gần đây thì anh em có vẻ rất là thích các cái sản phẩm âm thanh. Mình làm nhiều video về loa di động quá rồi. Và các bạn thầm bảo là ui, đang chuẩn bị đi mua này thì thấy xúc em làm. Thì hôm nay mình sẽ làm video về chiếc tai nghe không dây đến từ hãng JBL, rất thơm và ngon. Ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu video ngay bây giờ. Thông thường nếu anh em cần mua một chiếc tai nghe có chất lượng âm thanh cao cấp thì sẽ nghĩ ngay đến việc đầu tư một chiếc tai nghe có dây. Nhưng trong video này, mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc tai nghe Bluetooth on-ear, tức là đặt lên trên màng tai như vậy, nhưng vẫn có chất lượng âm thanh rất ngon mà giá lại tương đối ổn vì đang chương trình khuyến mãi tại 7S. Đây là chiếc JBL Everest 300 Wireless. Hãy cùng nhau mở hộp và xem là bên trong nó có những cái gì. Xem ạ. Cái tai nghe này thì anh Hoàng anh có mở trước rồi, nghịch ngợm có thứ chán chê rồi. Bây giờ thì mình mở lại cho các bạn xem thôi, bên trong có cái gì thôi. Đấy, cái tai nghe nó sẽ nằm đây. Hộp kiểu có dấu chấm than đúng với logo của JBL rất là đẹp. Bỏ tai nghe sang bên. Và mình không rõ là phụ kiện bên trong những cái gì, mới được trải nghiệm nghe thử thôi, chứ mình cũng chưa xem phụ kiện bên trong như nào. Những cái đống phụ kiện này thì một cọng cáp 3.5. Cái này chắc chắn để dành cho những bạn nào mà tai nghe hết pin, có thể cắm thẳng vào thiết bị di động. Một cọc cáp micro USB sử dụng để sạc. Đương nhiên rồi, tai nghe không dây mà, kiểu gì nó pin là phải sạc. Và một hộp giấy. Trong này sẽ là một cái tờ giấy có cái logo là JBL Harman. Đương nhiên là JBL bị mua lại bởi Harman. Và theo như mình nhớ thì Harman lại bị mua lại bởi Samsung. Mối tình ấy, kiểu tay ba rất là nhằng. Khả năng là kiểu hướng dẫn sử dụng này, bảo hành này, ABCD, XYZ, chứ không có gì quan trọng lắm đâu. Nếu các bạn chưa biết dùng thì nên giữ lại. Còn các bạn đã quá quen với thiết bị Bluetooth rồi thì dùng nhóm lò cũng được, nếu mà các bạn còn dùng với lò. Và đó là xong cái màn mở hộp và phụ kiện. Bây giờ hãy quay lại với chiếc tai nghe của chúng ta, JBL Everest 300. Các bạn có thể thấy ngay đây là kiểu tai nghe on-ear, nghĩa là phần mút tai sẽ nằm ở trên màng tai của bạn, chứ không chùm ra ngoài đầu. Chúng ta gọi đó là over-ear. Cảm nhận bắt đầu khi cầm chiếc Everest 300 này lên thì nó có trọng lượng khá là đầm, rất là chắc chắn và mang lại cảm giác là đúng kiểu là tiền bỏ ra bao nhiêu là trong con tai nghe này hết. Nó không kiểu nhẹ nhẹ tàu tàu đâu. Và các đường nét thiết kế trông rất là lạc và độ hoàn thiện tốt. Phần vỏ ngoài của chiếc headband này được làm bằng nhựa, phía dưới nó bằng một lớp đệm kiểu dạng silicone hay là không biết bên trong có bông biết được không. Cái đại khái là rất là mềm, rất là êm, nó làm tăng độ thoải mái khi các bạn đeo này trên đầu trong thời gian dài, và nó sẽ tì vào trên tóc này làm chúng ta không bị đau đầu. Và như các bạn cũng có thể thấy luôn, đây là cái tai nghe này có thể điều chỉnh được độ rộng headband khá là thoải mái, khoảng cách tương đối là xa đó, đầu rất to có thể đeo được. Mình là một dạng người đầu rất to, nếu các bạn không để ý rất nhiều người nghĩ mình đầu bé. Nhưng mà thường thường mình bảo họ là mình đầu to không ai tin đâu, cho nên khi họ đưa mũ bảo hiểm họ cho mình đội, họ đưa tai nghe của họ cho mình đội thử hoặc là mũ lưỡi chai chẳng hạn, thì đầu thấy không vừa. Và mình cũng khá là nghi ngờ không biết cái tai nghe này đội nó có vừa đầu không. Và sau khi mình trải nghiệm thì công nhận là nó rất là rộng, thậm chí còn thừa luôn đấy. Thế nên là các bạn đầu to đeo thoải mái nhá. Ngoài khả năng kéo dài và thu hết bàn lại thì các bạn có thể gập hẳn cái tai nghe vào trong như vậy đó. Thì chúng ta có thể vận chuyển cái này tiện hơn, để vào trong túi sách hay là ba lô các thứ thì nó cũng đỡ bị cồng kềnh. Tiếp đến là phần housing, tức là toàn bộ vỏ cũng được làm bằng nhựa và không dính liền hẳn với headband như nhiều tai nghe khác, mà cách biệt có thể xoay nhẹ một vài độ. Điều này giúp cái phần housing linh hoạt hơn để ôm vừa vặn. Đấy, và toàn bộ cái phần mặt tai nghe ôm vào tai nghe của mọi người. Đó, nó xoay đi xoay lại được một chút này. Phần đệm tai nghe này thì được phủ da có kích thước khá dày và êm ái khi mà ấn vào đây. Theo như mình biết thì khả năng cao nó sẽ là memory foam, không biết nó phải không, mà cái độ nún nó rất là tốt. Cảm giác khi mà đeo chiếc Everest 300 này trên đầu cực kỳ ôm tai, do tổng cái độ dày của cái phần housing và cái phần đệm tai này từ ngoài vào headband cho tới phần da nó áp vào tai khá là phù hợp, tức là cái độ dày của nó khá là phù hợp nên đeo vào nó sẽ vừa ôm vào tai. Cái này thì có lẽ không biết là phải thiết kế cho đầu người Việt Nam hay không, chứ còn nếu mình nghĩ rằng nếu mà các anh Tây nào mà đầu to hoặc là các bạn nào mà mặt kiểu tay to mặt lớn ấy, đeo cái này khả năng cái tai nghe nó sẽ ốp mạnh hơn một chút. Chứ còn những người kiểu dạng mặt chữ điền như này, đại khái là mặt như này nó không to hai bên quá thì đeo sẽ rất là vừa vặn đối với đầu của mình. Và đầu anh Bằng đã test việc này thì nó giúp cho tai nghe mặc dù không có khả năng chống ồn chủ động, tức là active noise cancelling, nhưng cái sự nó ôm chặt và rất là êm vào tai, nó tạo ra sự cách âm rất là hiệu quả. Khi mình từ bật nhạc lên ấy thì chỉ cần ở mức âm lượng trung bình hầu như rất khó để cảm nhận tiếng ồn ở bên ngoài. Điều này rất là tuyệt vời để các bạn nghe nhạc. Nhưng mà nó đi cũng phải nói lại từ cái việc là cái tai nghe này nó ôm sát vào hai bên mặt, giúp chúng ta có cái trải nghiệm âm thanh tốt hơn và chống ồn tốt hơn, thì cũng nó mang lại một cái vấn đề, đó là chính vì nó ép chặt quá. Thế nên khi các bạn đeo lâu
sẽ cảm giác nó hơi mỏi tai. Và nó sẽ ngược lại với cái điều mà Zibler đã quảng cáo ngay trên trang chủ của sản phẩm, đó là đeo rất thoải mái các ông ạ, đeo sướng lắm. Nhưng mà đeo lâu thì sẽ hơi mỏi tai đấy các bạn, chỉ khi các bạn đầu bé hoặc các bạn đã quá quen rồi. Cuối cùng về cái vấn đề thiết kế, chúng ta sẽ có cúc điều khiển ở trên tay nghe được đặt cạnh cái phần headband phía trên housing, thuận tiện cho việc điều khiển bằng ngón cái. Ở bên tay trái chúng ta có nút để tăng giảm âm lượng, cũng kiêm là tua bài luôn. Bên phải có thêm một micro điện thoại, đằng sau là phím bật tắt kiêm chuyển chế độ pairing và cái phím chỉnh cái chức năng gọi là Share Me 2.0 của JBL, giúp chia sẻ bài nhạc các bạn đang nghe qua một tai nghe hay một cái loa Bluetooth khác. Rất là hay khi mà các bạn ấy, ví dụ như này, các bạn có một chiếc điện thoại phát nhạc đúng không nào, và điện thoại đó thì chỉ xuất âm ra được một thiết bị Bluetooth thôi, mà thằng bạn bạn ngồi bên cạnh nó cũng có tai nghe Bluetooth, nó muốn nghe nhạc cùng, thì chúng ta có thể dùng tính năng Share Me này rất hiệu quả. Bạn bật tính năng Share Me lên, cái tai nghe này nó sẽ tìm kiếm các thiết bị tai nghe hoặc là loa Bluetooth khác ở xung quanh đang bật chế độ pairing Bluetooth, thì tai nghe này nó sẽ kết nối luôn với cái thiết bị đấy, thì nhạc từ điện thoại của bạn phát ra cái tai nghe này, trong tai nghe này lại phát tiếp ra cho một tai nghe hoặc một loa Bluetooth khác các bạn đã kết nối. Thế nên là bạn có thể share nhạc với người xung quanh, rất là thuận tiện khi mà chúng ta kiểu một thiết bị phát nhạc mà có đến hai tai nghe Bluetooth chia sẻ cùng mọi người. Cái tính này khá là hay và mình hy vọng rằng nhiều hãng khác sẽ bắt theo cái trend này, nên nó khá là thú vị. Trước khi nói về cái chất âm mà JBL quảng cáo là Pro Audio Sound nghe hit đấy, sao lại còn Legendary Sound chất lòi, thì hãy xem qua cái cấu hình phần cứng của tai nghe này trước. Chúng ta có cái driver tương đối lớn là 40mm, tương đương màng loa của cái chiếc loa di động JBL Flip 3 mà mình đã làm video. Các bạn thể xem cái góc này, cái loa rất là nhỏ nhỏ xinh xinh, có thể đeo vào ba lô, đeo vào túi sách, rất nhiều chỗ hay hay. Thì đó là cái video về loa JBL Flip 3. Và cái màng loa bên trong cái tai nghe này nó tương đương với màng loa của chiếc JBL Flip 3. Tuy mức âm lượng của tai nghe này nó không thể nào to được như cái loa di động JBL Flip 3 kia, vì nó còn rất nhiều yếu tố khác nhau để đem lại âm lượng lớn cho một thiết bị âm thanh. Nhưng mà chính nhờ driver to, nó có lợi thế. Ví dụ như nó có thể giúp cái tai nghe này tái hiện được chất lượng âm thanh. Và cũng không ngoài mong đợi, thông số cái tai nghe này nó rất là hấp dẫn. Chúng ta có cái độ nhạy là 100dB trên 1kHz và giải tần đáp ứng từ 10Hz lên đến 22kHz. Thể hiện rằng chiếc tai nghe này có âm lượng lớn và khả năng tái tạo âm thanh rất rộng. Và nó có công nghệ Bluetooth đây là 4.1 với thời lượng pin ngay liên tục lên đến 20 tiếng. Khá là ấn tượng đúng không nào? Chỉ nghe thông số thôi đã thấy thơm rồi. Và bây giờ chúng ta đi đến phần chất âm. Phải nói là cái phần này chiếc tai nghe JBL Everest 300 này làm rất ấn tượng. Ấn tượng ban đầu là về cái âm trường nghe rộng và thoáng hơn rõ rệt so với nhiều tai nghe on-ear khác mình từng nghe qua, và tương đương với một số loại tai nghe over-ear trùm kín tai. Ấn tượng tiếp theo là cái giải âm bass được tái tạo rất tốt, xuống sâu và chắc nhưng không quá nhiều lực để lấn át lên cái giải trung và giải cao. Tuy vậy, hai cái giải này nó lại không tạo được cái sự ấn tượng, mặc dù nó không hề tệ. Nhưng nếu so sánh thì cái giải trung và cao có chất lượng chỉ ổn thôi, chứ chưa tuyệt vời như cái giải bass của tai nghe này nghe rất sướng. Còn về âm lượng đối với mình thì nó rất lớn, đủ sức để thổi bay não nếu bạn bật max volume kiểu phát rồ luôn ấy, nghe rất là to. Kết luận lại thì đây là một chiếc tai nghe mình rất thích. Một cái âm trường rộng rãi và âm trầm ngon là những gì mình mong muốn ở một chiếc tai nghe di động như vậy, để có thể kiểu nghe nhạc ở party, party tùng hoặc đi phượt phùng các thứ, đeo này trên đầu rất là tiện. Và chiếc tai nghe JBL Everest 300 này nó hoàn toàn đáp ứng được tốt những cái điều đó. Ngoài ra thì đây còn là một chiếc tai nghe không dây, có thiết kế lịch lãm cùng với nhiều phiên bản màu sắc khác nhau cho các bạn kiểu cá tính, tự tin khoe cá tính. Thời lượng pin cho bo cùng với khả năng chia sẻ âm nhạc thú vị, tức là kết nối cái này đến thiết bị khác rất là hiệu lý đúng không? Khá là hay. Thì ở đây là chiếc tai nghe JBL Everest 300, và theo như mình thấy những cái gì đem lại thì mức giá của nó cũng đang có thể nói là hợp lý. Nếu các bạn muốn biết mức giá bao nhiêu thì bên em tham khảo link dưới phần mô tả video của Samsung S, cái sản phẩm đánh mượn đó mà. Thì đó, chúng ta cùng nhau trải nghiệm cái tai nghe JBL Everest 300. Hy vọng mọi người thấy video vui vẻ và thú vị. Nếu thấy hay lại một like và bấm subscribe bên dưới. Và các bạn muốn xem thêm bất kỳ video nào nhớ gợi ý cho mình. Sắp tới thì kênh đạt 90.000 subscriber rồi. Ngày mai mình sẽ làm một video giveaway cho anh em một số món quà rất là thú vị. Và khi nào đạt 100.000 subscriber thì mình sẽ tặng cho anh em một chiếc điện thoại luôn cho nó máu nhá. Còn bây giờ thì xin chào anh em, hẹn gặp lại trong các video khác. Bye bye.